lần đầu thử một cái bát bún đắt nhất Hải Phòng thì sẽ như thế nào nhở? Nay thì đi vào bún nhảy xem thực hư như thế nào nhá. Mà cái tên này nghe lại nhở. Không biết là ăn bún à hay là bát bún nó nhảy lên thế nào, cũng không biết nữa, nhưng mà đây xem. Wow, bước vào trong này, nhìn cái không gian này, hỏi nhân viên thì mới biết là thật ra bún nhảy thì sẽ là bún hải sản. Và điểm đặc biệt là chúng ta sẽ được thưởng thức một bát bún với nguyên liệu tươi nguyên, tận tay chọn những cái loại hải sản nhảy tanh tách ngay trong bể, và toàn những hàng siêu khủng cực kỳ sang chảnh và đảm bảo về sức khỏe cho chúng ta nữa. Và giá rổ thì lại siêu siêu hạt rẻ. Tôm hùm như này chỉ có 180.000 một con thôi, mà mình chỉ được tự chọn con nào mình thích luôn. Sau khi chọn xong thì với không gian mở như này mình có thể tận mắt xem người ta chế biến luôn. Trong lúc chờ đợi thì sang chọn đồ uống nhá. Ở đây có một cái quầy bar miễn phí đầy đủ nước, mạnh bánh, rồi cà phê các thứ ở đây luôn. Mình có thể thoải mái lấy cho này free này. Còn riêng cà phê với nước thì mình phí như có 50.000 thôi. Và ta-da, sau vài phút chờ đợi thì cuối cùng đồ ăn của chúng tôi cũng đã ra rồi đây. Bát bún đất nhất Hải Phòng. Thật ra thì nó sẽ không phải là cho chung một bát mà sẽ cho riêng cái phần topping ở bên ngoài như thế này, xoài, tôm hùm này, rồi bao ngứa các thứ bên ngoài, rồi mình sẽ có một cái bát bún với nước dùng và rau ở bên trong như thế này. Và khi ăn thì sẽ cho vào cái này thì sẽ ăn cùng với cả được cuối gia đình này, bạn bè các thứ, thì mình sẽ có một cái mâm như kiểu là mâm hải sản đấy. Đấy, mình sẽ thử cái phần nước dùng nhá. Nước dùng rất là vừa miệng luôn, nó kiểu rất là thanh này, chua chua nhẹ một xíu, kết hợp cùng với cái độ ngọt nguyên chất của hải sản nữa thì thật sự rất là tuyệt vời. Đây chính là cái con mình vẫn chọn. Còn về chất lượng hải sản thì mình phải nói là nó không kém cạnh gì so với ngoài biển cả xa xôi đâu. Và đặc biệt cái con mình chọn thì nó không hề óp tí nào cho mọi người xem này. Không những tôm hùm mà còn có cả bào ngư, cua với cả sò điệp nữa cơ nhá. Chả cần phải đi đâu xa, ngay giữa quán bún mà cũng có thể thưởng thức được những thứ này thì nó phải gọi là tuyệt cả là vời rồi. Quá đã, siêu ngọt và siêu chắc. Thật sự mình thấy đây là một mô hình rất đáng để thử. Hôm đấy nhá, team mình đi 4 người cứ nghĩ là nó sẽ đắt lắm, mà không, ăn kiểu này mà chia ra đầu người thì tính ra mỗi người hết có 180.000 thôi. Được ăn đủ các thể loại từ tôm hùm, bào ngư rồi cả sò điệp nữa. Ngoài ra thì menu ở đây cũng có những cái combo nhỏ, ví dụ như 60-70.000 để mọi người ăn sáng này, hoặc là đến thẩm thử xem cái chất lượng như thế nào ấy. Tổng kết lại thì cái quán bún nhảy này rất đáng để trải nghiệm một lần trong đời đấy. Nhớ nốt vào để có dịp thì đi thẩm nhá, chứ không là phí lắm đó. Giờ thì bye bye.